Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Kim Động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Với trên 100 doanh nghiệp là các hợp tác xã tổ hợp tác trên địa bàn huyện Kim Động tham gia giới thiệu sản phẩm cùng các siêu thị nhà phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Các hợp tác xã tổ hợp tác tại Kim Động trưng bày sản phẩm được sản xuất theo các quy trình. Điển hình là các sản phẩm trứng sạch của hợp tác xã trứng gà sạch Nguyễn Gia, nấm dược liệu của hợp tác xã Nguyễn Tú, hợp tác xã đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Minh Châu với sản phẩm chè mang sạch. Hội nghị nhằm kết nối giữa khách hàng tiêu thụ sản phẩm, các đơn vị sản xuất phân phối sản phẩm với các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất sản phẩm nông sản ở huyện Kim Động. Tôi đánh giá đây là một cái hội nghị rất là ý nghĩa để giúp cho hợp tác xã ở huyện Kim Động nói riêng và hợp tác xã của tỉnh Hưng Yên nói chung kết nối được và kết nối thành công được với các cái chuỗi siêu thị bao tiêu sản phẩm, các cái doanh nghiệp đầu mối ở khu vực trong tỉnh cũng như là các cái tỉnh lân cận để làm sao đưa những cái sản phẩm an toàn hợp xã đến với người tiêu dùng, đạt được cái hiệu quả cho cả nhà sản xuất, mang lại lợi nhuận cho cả nhà phân phối. Tôi đánh giá rất cao về cái hội nghị do Liên minh Hợp tác xã và Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức. Thì qua cái chương trình này thì tôi rất là muốn là quảng bá cái thương hiệu của hợp tác xã chăn nuôi trứng sạch Nguyễn Gia của chúng tôi để kết nối với các siêu thị biết đến hơn, nhiều hơn và được truyền thông đến khách hàng và những người tiêu dùng được dùng cái hàng trứng sạch hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia chúng tôi ạ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu huyện Kim Động và các sở ngành chức năng của tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra quy trình sản xuất của các đơn vị nhằm đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt chất lượng và đúng cam kết chất lượng sản phẩm theo các quy trình OCOP và VietGAP. Đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp sản xuất nông sản cần thực hiện theo mô hình liên kết chuỗi giá trị, quy hoạch phát triển vùng theo đúng bản đồ văn hóa thổ nhưỡng, đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý để cung cấp sản phẩm chất lượng uy tín cho khách hàng. Tại hội nghị có 7 biên bản ghi nhớ về hợp tác phân phối sản phẩm nông sản năm 2021.